Mẹ thiên hạ chê quà cứu trợ ít, đòi thịt và trứng vì đang thèm. Em thèm thịt heo quá, lâu rồi chưa có ăn. Mai chị cho em xin 1kg thịt với 10 trứng nha chị, người phụ nữ vỏi vĩnh. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước bài đăng của tài khoản tên ca. A, à, một tình nguyện viên phát quà cho người khó khăn mùa dịch chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ chê đồ cứu trợ và đòi hỏi đủ thứ. Theo bài chia sẻ của ca, A, à, cô mang phần quà gồm 10kg gạo, một chai dầu ăn loại 1 lít, một chai nước mắm, một chai nước tương. 10 gói mì tôm, một hộp cá, một hộp sữa, một chai nước xúc miệng, 1 kg đường 0,1 kg muối, nửa kg bột ngọt, một túi hạt nêm, một chai nước rửa chén, một hũ trao và một bịch bánh gửi tặng người phụ nữ trong thời gian giãn cách xã hội. Phần quà người phụ nữ được nhận. Thời điểm dịch bệnh khó khăn, những xuất quà là lương thực, thực phẩm cần thiết như ở trên thực sự rất có ý nghĩa. Hầu hết, những người nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng đều tỏ ra biết ơn, nhưng người phụ nữ được ca tặng quà lại không như thế. Sau khi nhận quà, người này có cảm ơn ca a nhưng sau đó là một lô lốc các tin nhắn khác chê đồ cứu trợ ít so sánh với những người khác. Chị cho có 10 gói mì, ít quá. Em thấy người ta cho một thùng lận, người phụ nữ nhắn. Không những chê bai, người phụ nữ đó còn mặt dày, vòi vĩnh ca a mai mang sang cho một thùng mì tôm và thêm vô vàn thứ khác mà người đó đang thèm. Chồng em chửi em, cho vậy cũng nhận. Với lại em thèm thịt heo quá, lâu rồi chưa có ăn. Mai chị cho em xin 1kg thịt với 10 trứng nha chị nay em không thấy chị cho em trứng chị cho em gạo với mấy cái này rồi em nấu ăn bằng cái gì người phụ nữ chê bai món quà vòi vĩnh thêm đứng trước sự đòi hỏi quá đà của người phụ nữ ka bình tĩnh nhắn lại chị không có thịt em ơi chị chỉ cho được vậy ngay sau khi đăng tải sự việc đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng hầu hết mọi người đều lên án chỉ trích người phụ nữ cho rằng chị ta có ăn mà không biết trân trọng trong khi ngoài kia còn bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn khác đang cần được biết đây không phải trường hợp đầu tiên chê quà cứu trợ ít và đòi hỏi thêm. Trước đó, một cô gái trẻ tên TT Tê -tê nhận được quà cứu trợ mùa dịch nhưng lại có thái độ mỉa mai, chê ít. Sau khi nhận quà xong, cô không những không cảm ơn mà còn nhắn tin cho nhóm tình nguyện tỏ thái độ mỉa mai, chê quà ít, thậm chí còn lên tiếng chỉ trích. Chị không nghĩ được có vậy đâu. Em cho vậy thà không cho còn hơn. Này ai ăn ai không hả em? Màu mè, tin nhắn của TT, thậm chí TT So sánh với những xuất quà mà hàng xóm được nhận ý vòi vĩnh thêm nhóm từ thiện, câu chuyện này cũng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, không hài lòng với cách ứng xử rất tệ của TT trước sự giúp đỡ của cộng đồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!